đêm rằm tháng 7, siêu trăng và mưa sao băng cùng xuất hiện. Một điều kỳ thú xảy ra vào đêm 12 tháng 8, đêm rằm tháng 7 âm lịch là hai sự kiện thiên văn gồm siêu trăng và mưa sao băng lớn nhất năm cùng diễn ra. Siêu trăng xảy ra khi mặt trăng về gần trái đất và được mặt trời chiếu sáng toàn bộ. Quan sát từ trái đất, mặt trăng lớn hơn và sáng hơn bình thường. Lần trăng tròn này còn được biết đến với gọi là trăng cá tầm hay là siêu trăng xanh, siêu trăng hạt. Đây là lần siêu trăng cuối cùng của năm nay. Lần siêu trăng đầu tiên diễn ra vào ngày 14 tháng 6, lần thứ hai là 13 tháng 7, để lại nhiều hình ảnh thú vị. Đáng lưu ý, siêu trăng năm nay trùng với đỉnh điểm của mưa sao băng Perseid, một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất năm, có nguồn gốc từ sao chổi Swift Tuttle, được phát hiện vào năm 1862. Mưa sao băng Perseid xuất hiện trên bầu trời trong khoảng ngày 17 tháng 7 đến ngày 24 tháng 8 hàng năm, đại cực đại vào đêm 12, rạng sáng ngày 13 tháng 8, với tần suất cực đại có thể đạt tới 60 đến 80 vệt băng trên giờ. Việc siêu trăng và mưa sao băng cùng xuất hiện khiến cho việc quan sát sao băng sẽ khó hơn. Tuy nhiên, nếu chọn thời điểm phù hợp, kiên nhẫn chờ đợi, người quan sát vẫn có thể chứng kiến nhiều dải sao băng sáng và đẹp. Điều này khiến đêm rằm tháng 7 năm nay trở thành đêm quan sát thiên văn thú vị. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.